Chào các anh chị, các bạn. Hôm nay là Thơm đang đứng tại đường số 18, khu dân cư Sadeco ven sông quận 7. Thơm giới thiệu với các anh chị và các bạn là căn nhà có diện tích là 7 x 18, tổng diện tích là 126 m². Kết cấu căn nhà là gồm một tầng hầm, một tầng trệt, hai tầng lầu. Tổng diện tích sàn là 362 m². Nhà có nội thất đầy đủ. Hướng của nhà là hướng Bắc. Pháp lý sổ hồng đầy đủ. Vị trí là mặt tiền đường số 18, nội khu dân cư ven sông Tân Phong, quận 7. Từ vị trí ngôi nhà này đi đến Lotte, quận 7 khoảng 1,5 km, và đi về Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 1,5 km, về quận Nhất tầm 10 đến 15 phút. Khu Sadeco ven sông là cái trung tâm cửa ngõ ở quận 7, dễ dàng kết nối đi đến tất cả các quận lân cận như là quận 8, quận 4, Nhà Bè, vân vân. Dạ, phía bên tay phải đây là đường rộng 18 m. Rồi phía bên tay trái tương tự, đường rộng 18 m. Anh chị quan tâm xin vui lòng liên hệ với Thơm, số điện thoại 0938 660 224. Rồi xin cảm ơn.